xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình huyện Nghi Xuân. Chương trình hôm nay có những nội dung chính. Ủy ban nhân dân huyện tọa đàm xúc tiến đầu tư với tập đoàn IDI Hàn Quốc và Amcon Green Hoa Kỳ tại châu Á. Khởi công đóng mới tàu cá cho ngư dân ở Xuân Hội. Hội khuyến học huyện trao học bổng cho sinh viên nghèo. Tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông tại Xuân Viên, Cổ Đạm và Xuân Phổ. Cùng nhiều thông tin đáng chú ý khác. Cuối chương trình có phóng sự Sức sống mới trên quê hương đại thi hào Nguyễn Du. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức tọa đàm để xúc tiến đầu tư với tập đoàn tài chính Hàn Quốc. Tiến sĩ Mộc Quế, viện trưởng Viện Khoa học Quản trị Kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Trần Báo Hà, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các thành viên trong tổ công tác xúc tiến đầu tư của huyện Nghi Xuân. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Báo Hà, Bí thư huyện ủy đã thông tin với đoàn một số tình hình phát triển kinh tế xã hội, những điều kiện thuận lợi về thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến lợi thế phát triển kinh tế biển. Như Nghi Xuân có 32 km bờ biển, 28 km bờ sông, hệ thống cảng cá Xuân Hội với công suất thiết kế trên 4.000 tấn, 32 tàu cá trên 250 CV, sản lượng khai thác thủy sản bằng 1/6 của toàn tỉnh. Lợi thế về phát triển du lịch biển ở Xuân Thành, du lịch sinh thái tại làng đảo Hồng Lam, Xuân Giang. Trên tinh thần hợp tác, lãnh đạo huyện Nghi Xuân hy vọng nhận được sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc để phát huy hơn nữa những lợi thế của địa phương. Trước đó, huyện Nghi Xuân cùng Tập đoàn Tài chính Hàn Quốc đã có nhiều buổi làm việc, tham quan khảo sát thực tế và đã có bản ghi nhớ ngày 17 tháng 7 giữa Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Xuân với công ty xây dựng Taesung và Tập đoàn Tài chính IDI Hàn Quốc về việc công ty xây dựng Taesung và Tập đoàn Tài chính IDI hợp tác hỗ trợ kỹ thuật xây dựng, bảo dưỡng đường, dự án thành phố nước và dự án xây dựng đường nông thôn mới, cơ sở hạ tầng của phong trào xây dựng nông thôn mới huyện Nghi Xuân. Tại buổi tọa đàm lần này, Tập đoàn Tài chính IDI Hàn Quốc đã cơ bản chấp nhận chủ trương đầu tư tại huyện Nghi Xuân theo những nội dung đã ký trong bản ghi nhớ và sẽ sớm xúc tiến đầu tư. Trong lần tọa đàm này còn có sự tham gia của các thành viên Tập đoàn Amco Green Hoa Kỳ tại châu Á. Thay mặt lãnh đạo huyện Nghi Xuân, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khẳng định thêm, huyện sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp của Hàn Quốc nghiên cứu, khảo sát và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trên địa bàn huyện. Vừa qua, Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân huyện Nghi Xuân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân 7 tháng đầu năm 2015 và triển khai bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015-2016. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, toàn Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân huyện, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, trường học, trưởng trạm y tế các xã thị trấn. Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân 7 tháng đầu năm 2015, bảo hiểm y tế học sinh năm học 2014-2015, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2015. Trong đó nêu rõ, tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2015, huyện Nghi Xuân có 59.062 người có thẻ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 59%, giảm trên 2.800 người so với cuối năm 2014. Nguyên nhân do giảm tỷ lệ hộ cận nghèo, hộ nghèo. Tổng số học sinh tại các trường tham gia bảo hiểm y tế là 12.230 trên 12.554 em, đạt tỷ lệ 99,8%. Trong đó có 33 trên 34 trường đạt 100%. Công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có nhiều chuyển biến. Quỹ bảo hiểm y tế tiếp tục được cân đối. Hội nghị đã thảo luận tìm ra giải pháp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trong đó xác định tầm quan trọng của công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền, mà trọng tâm của những tháng còn lại, chú trọng vào nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và học sinh. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cấp ngành và tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Trong đó tập trung phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình tự đóng, hộ gia đình, nông lâm ngư diêm nghiệp, có mức sống trung bình. Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015-2016, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ tối thiểu 72% theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đề ra.
coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thi đua khen thưởng cuối năm 2015 của Ủy ban Nhân dân huyện. Đồng chí cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo đúng quy trình, quy định và chú trọng đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, với mục tiêu đơn giản hóa, giảm gánh nặng cho tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, thuyết phục các đối tượng thực hiện sai chế độ sau khi kết luận thanh tra của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, rà soát thực hiện xây dựng nhà ở cho đối tượng người có công theo quyết định 22 của Chính phủ. Vừa qua, Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Nghệ An đã tổ chức lễ khởi công đóng mới tàu cá vỏ thép lưới dê cho ông Trần Đức Huy, ngư dân xã Xuân Hội. Đến dự có đồng chí Trần Xuân Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và đại diện Ngân hàng Đầu tư Phát triển Hà Tĩnh BIDV. Tàu cá của ông Nguyễn Đức Huy được Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Nghệ An triển khai đóng mới là tàu cá vỏ thép đánh cá lưới dê với chiều dài lớn nhất 25,2m, chiều rộng thiết kế 6,7m, chiều cao mạn 3,1m, công suất máy chính trên 800 CV và được lắp máy Nhật Bản Modem 829 HP, là loại máy có công nghệ mới, hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo độ bền và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là một trong bốn tàu cá được hưởng chính sách hỗ trợ đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thủy sản. Tàu được sử dụng đủ cho 10 thuyền viên, hoạt động liên tục 1.500 hải lý, cùng hệ thống thiết bị máy móc, thông tin hàng hải hiện đại, đủ sức chứa lương thực thực phẩm cho 20 ngày đêm đánh bắt liên tục trên biển. Chi phí đóng mới với tổng mức đầu tư là 13,5 tỷ đồng, dự kiến tàu sẽ được thi công trong vòng 5 tháng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, mong muốn Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Nghệ An và chủ tàu cá thường xuyên theo dõi, giám sát để giải quyết những khó khăn, đảm bảo thi công đúng thời gian quy định, đúng tiến độ và đảm bảo thiết kế chất lượng. Tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh và ông Trần Đức Huy đã cùng nhau ký cam kết hợp đồng tín dụng hỗ trợ vay vốn đóng mới tàu cá theo quy định của nhà nước. Hội đồng Nhân dân xã Xuân Hội khóa 19 vừa tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp giữa năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015. Đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đến dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. 6 tháng đầu năm 2015, kinh tế Xuân Hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân và sự phối hợp giữa mặt trận và các tổ chức đoàn thể cùng sự nỗ lực của nhân dân, Xuân Hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các mặt. Đến nay, Xuân Hội đã đạt 9 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Việc thực hiện 5 nhiệm vụ của tỉnh và 4 đề án của huyện đã được triển khai có hiệu quả. 6 tháng đầu năm, Xuân Hội có gần 1 km đường bê tông giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Huy động nhân dân đóng góp trên 120 triệu đồng, hiến đất và đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Về dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Xuân Hội trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần phải quyết tâm và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2015. Trong đó trọng tâm là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội đồng Nhân dân xã Xuân Liên cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 13 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Bà Phan Thị Kim Oanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đến dự và chỉ đạo phát biểu tại kỳ họp. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng xã Xuân Liên đã nỗ lực phấn đấu đạt được một số kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trên 12,3 tỷ đồng, đạt 11,3% so với tổng thu nhập. Chăn nuôi đạt 7,8 tỷ đồng, bằng 7,1% tổng thu nhập. Đánh bắt hải sản 6 tháng đầu năm đạt 250 tấn, giá trị ước đạt 3,3 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 5,7 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai xây dựng, vận động nhân dân mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Đến nay, toàn xã có hàng chục mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả. Các phong trào văn hóa xã hội được duy trì và phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân, công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân trong 6 tháng đầu năm đã có nhiều đổi mới. Công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, giám sát chuyên đề ngày càng có hiệu quả, được nhân dân đồng tình.
hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày càng thể hiện vai trò, trách nhiệm trước cử tri. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn hạn chế trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và vai trò của lãnh đạo chính quyền quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tại kỳ họp lần này cũng đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra nhiều giải pháp, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015. Vừa qua, Hội Cựu Chiến binh Thị trấn Nghi Xuân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội giữa nhiệm kỳ đại hội lần thứ 6 giai đoạn 2012-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ từ 2015 đến 2017, đến dự có đồng chí Nguyễn Viết Đức, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện. Nửa nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh Thị trấn Nghi Xuân đã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, tổ chức các buổi học tập quán triệt nghị quyết và điều lệ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam về tăng cường tuyên truyền vận động giáo dục cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm động viên và hỗ trợ gia đình hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương. Công tác phát triển hội viên có chất lượng vượt chỉ tiêu 150%. Công tác chính sách được hội thực hiện một cách chu đáo, kịp thời như thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn, từ trần, thực hiện tốt việc rà soát chế độ theo Nghị định 290, 250, 142, 62 về chính sách cho các đối tượng và người có công. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh Thị trấn Nghi Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua của hội, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu và tiếp tục thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội khuyến học huyện Nghi Xuân vừa tổ chức lễ trao học bổng cho các sinh viên nghèo học giỏi trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đến dự và trực tiếp trao quà cho các sinh viên. Trong đợt này, Hội khuyến học huyện đã trực tiếp trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các em sinh viên nghèo đạt thành tích cao trong học tập. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống của các sinh viên, mong muốn các em vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu học tập tốt. Đồng chí cũng đề nghị Hội khuyến học huyện tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa, kêu gọi thêm các nguồn quỹ khuyến học, đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Hội khuyến học xã Xuân Phổ cũng đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các giáo viên học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập năm học 2014-2015. Đến dự buổi lễ có đại diện thường trực Hội khuyến học huyện, lãnh đạo thường trực Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng các giáo viên học sinh. Trong năm học qua, nhiều thầy giáo cô giáo hiện đang công tác giảng dạy ở các cấp học trên địa bàn xã Xuân Phổ đã luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ sư phạm, sáng tạo trong chuyên môn, tâm huyết với sự nghiệp trồng người và đã giành được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tổng kết năm học qua, ba nhà trường trong toàn xã có 15 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên. Phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt, chăm ngoan vượt khó trong các em học sinh ở các bậc học đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi. Phần lớn các em tuy nhỏ tuổi nhưng dưới sự quan tâm của gia đình, thầy cô và sự động viên của lãnh đạo địa phương đã có chí hướng phấn đấu học tập rèn luyện vì ngày mai lập thân lập nghiệp. Điển hình trong năm học qua đã có 5 em đạt thành tích học sinh giỏi tỉnh, 36 em học sinh giỏi huyện, 79 em học sinh giỏi trường và 54 cháu bé khỏe, bé ngoan. Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Nghi Xuân đã tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đồng chí Võ Văn Thức, đoàn viên công đoàn xã Xuân Yên. Đến dự có đồng chí Phạm Xuân Lương, Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, cùng chính quyền địa phương, người thân, họ hàng. Đoàn viên Võ Văn Thức cùng vợ con trước đây phải sống trong ngôi nhà cấp 4, diện tích khoảng 40m² đã bị xuống cấp nặng. Qua khảo sát tình hình thực tế tại cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện Nghi Xuân đã hỗ trợ 15 triệu đồng cùng với số tiền của gia đình tích góp được, vay mượn của anh em họ hàng. Nay đã làm ngôi nhà mới khang trang trên diện tích 65m², với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Được ở trong ngôi nhà mới khang trang, đoàn viên Võ Văn Thức đã chân thành cảm ơn Liên đoàn Lao động huyện, chính quyền địa phương, họ hàng, người thân đã hỗ trợ cho gia đình xây dựng nhà ở. Chương trình hỗ trợ mái ấm công đoàn là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cán bộ công nhân viên chức Liên đoàn Lao động huyện.
thể hiện tình cảm, sự quan tâm của các cấp công đoàn đến đời sống cán bộ công nhân viên chức lao động, giúp cho họ ổn định cuộc sống, yên tâm phấn khởi trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò của công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ cho nhân dân, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện tổ chức chương trình tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các xã Xuân Viên, Cổ Đạm và Xuân Phổ. Tham dự chương trình, đông đủ lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã được Ban An toàn Giao thông và cán bộ đội tuyên truyền của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh phổ biến những kiến thức cơ bản về luật giao thông đường bộ, về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, trách nhiệm của cá nhân tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông, chỉ ra một số hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, điển hình như điều khiển xe mô tô gắn máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô gắn máy chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ quy định, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, v.v. Trong chương trình, cán bộ và nhân dân các địa phương được xem phim tài liệu về trật tự an toàn giao thông. Qua những hình ảnh trong phim đã phần nào phản ánh ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh niên còn quá kém. Qua đây để tuyên truyền tất cả mọi người hãy chấp hành đúng luật an toàn giao thông, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ đồn biên phòng Lạch Kèn đã cùng với đoàn viên thanh niên 10 xã vùng biển huyện Nghi Xuân tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng mối quan hệ quân dân gắn bó keo sơn. Đặc biệt trong năm 2015, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng đã có kế hoạch chương trình hành động nhằm chung sức cùng với các địa phương dọc tuyến biển xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Trong những ngày qua, tuổi trẻ đồn biên phòng Lạch Kèn là lực lượng xung kích cùng phối hợp với đoàn viên thanh niên xã Xuân Phổ và các chi hội cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc có ý nghĩa như giúp dân làm hàng rào xanh, khu vườn mẫu, phát quang an toàn lưới điện, tháo dỡ và làm sạch mặt bằng công trình hội quán thôn trạm xá. Ngoài ra, tuổi trẻ biên phòng đồn biên phòng Lạch Kèn còn thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình biên giới hải đảo, giúp đỡ thường xuyên các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn biên phòng. Các đơn vị đóng quân ở Xuân Liên, Cổ Đạm, Xuân Hội còn tích cực hỗ trợ thanh niên địa phương phát triển kinh tế, tập trung vận động ngư dân duy trì, phát triển tổ tàu thuyền tự quản, bến bãi an toàn và an ninh trật tự thôn xóm, vươn khơi đánh bắt xa bờ, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo. Tiếp sau đây là thông tin thể thao. Xã Xuân Viên vừa tổ chức giải bóng đá thanh niên năm 2015. Đây là giải bóng đá truyền thống lần thứ 22 của địa phương. Tham gia giải năm nay có 9 đội bóng của 9 thôn trên địa bàn. Các đội bóng thanh niên của xã Xuân Viên đã bốc thăm chia làm 3 bảng, tổ chức thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra mỗi bảng một đội đứng đầu và đội nhì có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng bán kết. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên các đội bóng đều đưa các cầu thủ có chất lượng nhất về tham dự giải. Ngay từ vòng bảng đã diễn ra nhiều trận đấu căng thẳng, hấp dẫn và những pha bóng đẹp thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Giải bóng đá thanh niên truyền thống xã Xuân Viên diễn ra từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vị trí, tiềm năng, thế mạnh của một huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, tiếp giáp với thành phố Vinh, trung tâm kinh tế của khu vực Bắc miền Trung, Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã bám sát nghị quyết của đảng cấp trên, nghị quyết của Đảng bộ huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2010-2015. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, vượt lên mọi khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ thuận lợi, phát huy nội lực để xây dựng quê hương Nghi Xuân ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với quê hương của đại thi hào Nguyễn Du. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Sức sống mới trên quê hương đại thi hào Nguyễn Du. Dưới ánh sáng của nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu và giành được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt trên 13% một năm, riêng năm 2015 ước đạt gần 16%. Các mục tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ khóa 20 đã đề ra. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện rõ rệt.
Nghi Xuân đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh với hai xã về đích vào cuối năm 2014. Về Nghi Xuân vào những ngày cuối tháng 7 lịch sử này mới cảm nhận được không khí phấn khởi, hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người dân Nghi Xuân đang nô nức thi đua lao động sản xuất, chào mừng kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới, chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ khóa 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Cái điều mà chúng tôi thấy phấn khởi nhất khi thấy được quê hương mình ngày càng giàu mạnh, càng đi lên theo cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và của nhà nước. Bây giờ đi ra ngoài đường thì ai cũng nói là Xuân Viên là giống như là một thị trấn. Đường xá cảnh quan thay đổi hoàn toàn. Còn vào trong các gia đình thì thấy các cái tiện nghi sinh hoạt là đã hiện đại, ngày càng hiện đại. Xác định được tiềm năng lợi thế của địa phương giáp thành phố Vinh, trung tâm thương mại lớn khu vực Bắc miền Trung, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Nghi Xuân đã tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với thương mại dịch vụ. Với gần 3.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, năm 2015, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa với doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Năm 2015 này cũng đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của cảng Xuân Hải, cảng thương mại nổi tiếng một thời của tỉnh Hà Tĩnh về xuất khẩu gỗ Lào, nhà máy đóng tàu bến thủy, cảng cá Xuân Hội. Đây là những tiềm năng nếu được đầu tư khai thác đúng mức sẽ trở thành mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của Nghi Xuân trong những năm tới. Thời gian vừa qua thì cảng Xuân Hải của chúng tôi thì hoạt động đối với lưu lượng hàng qua cảng rất nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Thì lượng hàng của chúng tôi về đây là chủ yếu là than và xuất khẩu sang Lào, về là xi măng, về các sắt thép phục vụ trong nội địa, trong tỉnh nhà và các tỉnh bàn lân cận. Để đáp ứng được nhu cầu đối với khách hàng đưa hàng về tại cảng Xuân Hải thì chúng tôi đã đổi mới về cái tư cách làm việc, là đã hỗ trợ các doanh nghiệp đưa hàng về, kết hợp với các cơ quan chức năng như biên phòng, hải quan, cảng vụ để giải quyết các cái thủ tục hành chính cho là các cái chủ tàu, chủ hàng để nhanh chóng được coi như là thuận lợi cập vào cảng. Trên lĩnh vực nông nghiệp, Nghi Xuân đã tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng mùa vụ, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi sản xuất, ban hành đề án đẩy mạnh chăn nuôi tập trung và liên kết hộ khu vực 8 xã ven chân núi Hồng Lĩnh, phát triển mô hình rau củ quả trên cát công nghệ cao tại các xã Xuân Thành, Cổ Đạm, Xuân Viên, trồng hoa cao cấp và lạc trái vụ tại Xuân Mỹ. Đến nay, Nghi Xuân có trên 340 mô hình kinh tế có doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm, trong đó có 54 mô hình có doanh thu trên 1 tỷ đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Nghi Xuân đã huy động mọi nguồn lực được hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, làm mới hàng trăm km đường bê tông giao thông nông thôn và kênh mương nội đồng. Cuối năm 2014, Nghi Xuân đã có hai xã về đích, đó là Xuân Viên và Xuân Mỹ. Trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế vừa qua ở lĩnh vực nông thôn mới, thì Xuân Mỹ đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế lớn, vừa và nhỏ đều song song với nhau. Làm được như vậy là chúng tôi khẳng định rằng là có cái chính sách, có cái nghị quyết sát đúng với lòng dân. Đặc biệt là cán bộ, đảng viên cũng rất tâm huyết với sự lãnh đạo của Đảng vừa qua. Và chúng tôi biết sử dụng cái yếu tố con người. Muốn xây dựng nông thôn mới thì trước hết phải xây dựng con người mới. Yếu tố này chúng tôi đã làm được. Với lợi thế của địa phương có gần 60 km bờ sông và bờ biển, Nghi Xuân đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, khuyến khích phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên cát. Hiện nay toàn huyện có gần 800 hectare nuôi trồng thủy sản. Nghi Xuân là địa phương đi đầu của tỉnh Hà Tĩnh trong phát triển mô hình nuôi cá vược, cá mú, cá bơn tại xã Xuân Mỹ và Xuân Liên.
huyện Nghi Xuân cũng đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng khuyến khích bà con ngư dân đóng mới hàng trăm tàu cá có công suất vừa và lớn. Trong đó có tàu vỏ thép đang được khẩn trương đóng đại trà để thay thế dần tàu vỏ gỗ, sẽ tạo thêm động lực và sự tự tin cho bà con ngư dân Nghi Xuân vươn khơi bám biển, vừa đánh bắt thủy sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nghi Xuân, quê hương của đại thi hào Nguyễn Du, danh nhân văn hóa thế giới. Nơi đây được biết đến bởi những làn điệu dân ca nổi tiếng như ca trù cổ đạm, chèo kiều, dân ca ví dặm nghệ Tĩnh. Nhờ biết phát huy và khai thác có hiệu quả các dịch vụ về du lịch danh thắng gắn với du lịch tâm linh, nên hàng năm Nghi Xuân đã đón hàng chục vạn lượt du khách đến với khu di tích và mộ đại thi hào Nguyễn Du, khu di tích Nguyễn Công Trứ, đền Chử Củi, khu du lịch biển Xuân Thành, v.v. Doanh thu mỗi năm ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Các phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức phong phú và sinh động. Phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Đến nay toàn huyện có 22.797 gia đình văn hóa, 102 làng văn hóa. Các giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống của quê hương như ca trù, trò kiều, dân ca ví dặm nghệ Tĩnh được khôi phục và phát huy. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì tốt, chất lượng khám chữa bệnh được quan tâm. Tinh thần thái độ phục vụ người bệnh không ngừng được nâng cao. Đến nay toàn huyện có 18 trên 19 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ, 100% thôn đều có cán bộ y tế. Công tác tuyên truyền, thực hiện các mục tiêu về dân số kế hoạch gia đình được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục luôn được quan tâm, an ninh quốc phòng luôn được giữ vững. Trong công tác xây dựng đảng, Nghi Xuân đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, quản lý và điều hành của Ủy ban Nhân dân các cấp được nâng lên. Công tác dân vận của đảng và chính quyền được tăng cường, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở, thiết thực và hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng không ngừng đổi mới bằng nhiều phương pháp và hình thức phù hợp, chú trọng những khâu yếu, lĩnh vực quan trọng, dễ xảy ra vi phạm. 5 năm qua, số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ngày càng tăng lên. Hàng năm qua phân loại, số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh đạt từ 80 đến 85%. Bên cạnh đó, Nghi Xuân tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và các chỉ thị nghị quyết của tỉnh. Như vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tạo sự đoàn kết thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Có thể khẳng định rằng, 5 năm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đó đã góp phần tô điểm thêm bức tranh toàn cảnh của huyện Nghi Xuân với đầy đủ các gam màu tươi sáng, no ấm, rạng rỡ, đón chào Đại hội Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghi Xuân đã đề ra cho mình những mục tiêu quan trọng và có tính chiến lược lâu dài. Nghi Xuân đã xác định đã tập trung một số cái nhiệm vụ chính sau đây. Thứ nhất ấy, là cái công tác đổi mới công tác cán bộ và giáo dục chính trị tư tưởng. Thứ hai là cải cách hành chính. Thứ ba là tăng cường đẩy mạnh cái tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Và thứ tư là phát triển mạnh cái đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh. Thì trong đó cái kinh tế thì chúng ta sẽ tập trung vào cái mảng kinh tế nông nghiệp và nông thôn mới. Trong đó đặc biệt thì chúng tôi quan tâm là đẩy mạnh cái du lịch dịch vụ và du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh. Đặc biệt là ta sẽ tập trung trước mắt là tập trung cho khu du lịch Xuân Thành. Trên cơ sở là đẩy nhanh cái tiến độ của cái sân đua chó, rồi sân gôn và tổ chức lại cái sinh hoạt kinh doanh bãi biển. Và tăng cường đẩy mạnh các cái tour tuyến du lịch
từ liên kết với cả Nghệ An, Cửa Lò và khai thác mạnh cái du lịch văn hóa tâm linh ở đền Củi, rồi một số cái di tích văn hóa đặc biệt quan trọng như là khu di tích của Đại Thiên Nguyễn Du, khu di tích Nguyễn Công Trứ, rồi một số cái di tích khác trên địa bàn. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ vừa là đẩy mạnh công tác xây dựng đảng gắn với cả phát triển kinh tế, thì đó là những cái nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới Nghi Xuân sẽ tập. Hy vọng rằng với những kết quả đã giành được trong nhiệm kỳ qua, với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, với thế và lực mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân sẽ vững bước trên con đường đổi mới với nhiều thắng lợi mới. Thông tri triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Xuân lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện chỉ thị số 36 CTTVK ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân khóa 20 quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội sẽ thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 17. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18. Thời gian đại hội từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8. Trong đó, phiên đại hội thứ nhất bắt đầu từ 14 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2015. Đại hội phiên thứ hai, một ngày rưỡi, bắt đầu từ 7 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2015. Địa điểm tại Nhà văn hóa Nguyễn Du. Đài truyền thanh truyền hình huyện Nghi Xuân sẽ tổ chức truyền thanh truyền hình trực tiếp phiên khai mạc của kỳ họp trên sóng phát thanh tần số 90,5 MHz trên sóng truyền hình kênh 12 VHS. Đề nghị đài truyền thanh cơ sở tiếp phát đầy đủ nội dung và chương trình phiên khai mạc sáng ngày 11 tháng 8 để nhân dân theo dõi. Thay mặt huyện ủy, Bí thư Trần Báo Hà, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Nghi Xuân phối hợp với huyện đoàn tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình được tổ chức vào lúc 19:30 ngày 12 tháng 8 năm 2015 tại Nhà văn hóa Nguyễn Du, với sự tham gia của các đội văn nghệ quần chúng huyện Nghi Xuân và một số con em xa quê. Vậy kính mời cán bộ và nhân dân huyện nhà đến xem, cổ vũ và động viên để đêm diễn được thành công. Giám đốc Trung tâm Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Nghi Xuân, Trần Vũ Quang. Trường Đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh năm 2015. Xét tuyển tổ hợp 3 môn đại học gồm giáo dục chính trị, sư phạm toán, sư phạm lý, sư phạm tiếng Anh, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kế toán, tài chính ngân hàng, kỹ thuật công trình xây dựng, luật, ngôn ngữ Anh, cao đẳng, sư phạm tiếng Anh, giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục tiểu học, kế toán. Trung cấp chuyên nghiệp, gồm kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn, chăn nuôi, thú y, hướng dẫn du lịch. Tuyển sinh trong cả nước, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh, học các ngành sư phạm được miễn học phí. Về liên kết đào tạo đại học cho khu kinh tế Vũng Áng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp gồm các ngành kỹ thuật điều khiển tự động hóa, kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật hóa học. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cấp bằng tốt nghiệp gồm các ngành công nghệ chế tạo máy, kỹ thuật cơ khí. Trường Đại học Điện lực cấp bằng tốt nghiệp các ngành công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động hóa. Trường Đại học Xây dựng cấp bằng tốt nghiệp gồm các ngành cấp thoát nước. Trường Đại học Mỏ Địa chất cấp bằng tốt nghiệp các ngành kỹ thuật tuyển khoáng. Trường Đại học Hà Tĩnh cấp bằng tốt nghiệp các ngành khoa học môi trường, công nghệ thông tin, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kỹ thuật công trình xây dựng,
ngôn ngữ Trung Quốc. Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình. Thí sinh trúng tuyển học tại trường Đại học Hà Tĩnh 3 học kỳ, thời gian còn lại học tại các trường đại học ở Hà Nội hoặc Đà Nẵng. Chế độ ưu đãi đặc biệt đào tạo nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng. Hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoài học phí, được ưu tiên nhận vào làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng sau khi tốt nghiệp. Đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh, được giảm 50% học phí, được hỗ trợ 100% tiền ở ký túc xá, được hỗ trợ lãi suất 0,5% vay vốn phục vụ học tập. Địa chỉ đăng ký xét tuyển, phòng đào tạo trường Đại học Hà Tĩnh, số 447, đường 26 tháng 3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, điện thoại 0393-885-284, di động 0904-449-220, 0916-955-501. Phương thức tuyển sinh, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015, nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1 tháng 8 năm 2015, kết thúc các đợt xét tuyển theo lịch quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng đã ký, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính. Chương trình truyền hình của Đài Nghi Xuân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.